Xin chào mọi người, mình là Leang, chào mừng các bạn đến với kênh Leang Rin Story TV. Hôm nay mình quyết định quay video này để kể câu chuyện đầu tiên cho mọi người, một câu chuyện về bản thân mình, để câu chuyện này sẽ giúp cho các bạn trẻ cảm thấy rằng cuộc sống này mọi thứ đều phụ thuộc vào bản thân mình hết. Tư duy, tất cả mọi thứ để muốn cuộc sống tốt đẹp hơn đều dựa vào bản thân của chính mình, chứ không phải là phụ thuộc vào hoàn cảnh sống hay là bất kỳ một điều gì cả. Trong câu chuyện này mình sẽ kể từ giai đoạn khi mà mình còn nhỏ cho đến khi mà mình lớn lên nhé. Để mà nói thì xuất phát điểm của Leang thậm chí còn thấp hơn rất nhiều so với các bạn đang ngồi xem video ở đây. Và những cái gì mình đang có, mình sẽ nói cho các bạn nghe. Mình có một cuộc sống rất là tốt, mình sống với mẹ chồng rất là yêu thương mình, có một người chồng chung thủy, có hai đứa con nhỏ, một thu nhập tốt, một công ty và rất là nhiều bạn đang làm việc cho mình rất là tâm huyết. Đấy là những thứ mình có. Và mình nghĩ rằng là ở cái độ tuổi 25-26 này, để có được mọi thứ như thế thì không có gì là dễ dàng cả. Và câu chuyện sẽ bắt đầu từ khi mình còn nhỏ nhé. Bố mẹ mình đã chia tay nhau từ khi mà mình còn 3 tuổi. Lúc đó mình còn rất là nhỏ, trong khi tuổi thơ của mọi người có thể là được bố mẹ yêu thương, ở bên cạnh bố mẹ chăm sóc cho mọi thứ, thì tuổi thơ của mình là những cảnh bố mẹ đánh nhau, bố mẹ không vui, bố mẹ có nhiều cái không hợp nhau, cãi nhau, đánh nhau rất là nhiều. Những cảnh mà chị em tớ phải chia tay nhau, rồi bố mẹ giành giật con cái, đó là những cái ký ức trong tuổi thơ mà đến khi bây giờ là hơn 20 năm rồi mà Leang vẫn còn nhớ, in rất sâu trong tâm trí luôn. Rồi khi mà mình lớn lên thì mình cũng xa mẹ một thời gian rất là dài. Rồi mình ở với mẹ kế. Khi mà ở với mẹ kế thì tất nhiên mình sẽ không bị những cái cảnh bạo hành hay gì từ phía mẹ kế cả. Tuy nhiên một đứa con gái như mình cũng cần được mẹ yêu thương, thì lại không có được sự yêu thương đó, không có sự đồng cảm. Và mình rất là nhớ mẹ mình. Cho đến khi mà lớn lên một chút nữa thì mình về ở mẹ mình, thì lúc đấy cái tình cảm mẹ con không sống với nhau từ nhỏ nên có rất là nhiều quan điểm bất đồng. Chính vì vậy nên là mẹ cũng không phải là người bạn đối với mình được. Mẹ cũng không chia sẻ được nhiều cảm xúc với mình, nên mình là trở thành một cô gái rất là tiêu cực. Thậm chí là bởi vì những cái mà từ nhỏ nên là mình rất là hay khóc, rất là hay buồn. Mình nghĩ cuộc sống này nó đáng buồn lắm, chẳng có gì vui cả. Rồi mình trách cứ bố mẹ là tại sao lại để cho mình có một cuộc sống như thế, không vui vẻ, không hạnh phúc như các bạn. Bố mẹ thì các bạn thì có bố mẹ đưa đón vui vẻ, rồi bố mẹ tổ chức sinh nhật, mọi thứ mình không có. Tuy nhiên đến khoảng thời gian sau thì mình bắt đầu lớn hơn. Khi mà cái cô gái mà vốn có sẵn những cái tâm lý bất ổn đó thì khi mà vào cái thời điểm trẻ trâu ấy, tầm 17, 18 tuổi là bắt đầu bộc lộ nhiều cái tính cách và thích tự chủ, thích tự do. Và mình có lẽ đã từng là người con mà khiến cho bố mẹ mình phải lo lắng, chị gái mình phải lo lắng, vì con bé này nó quá xa cách và nó quá là nội tâm, rồi nó ham chơi mà không ai có thể bảo được gì cả. Nó tự do quá, muốn gặp nó cũng khó. Đấy, đã có khoảng thời gian là như vậy. Rồi mình nghĩ rằng là bởi vì cái quãng thời gian trẻ trâu của mình ý, mình đi ra ngoài, mình tiếp xúc với nhiều người, mình bị cuộc đời vả cho nhiều cái vào mặt, nên là mình cũng sẽ trưởng thành hơn. Có những lúc mình nghĩ mình không biết rằng tương lai mình sẽ ra sao cả, mình rất là buồn. Mình nghĩ rằng là bây giờ mình 17-18 tuổi, một
khoảng thời gian nữa, 10 năm nữa, nếu mình cứ tiếp tục cuộc sống thế này, mình sẽ ra sao? Cái công việc học hành thì mình cũng đã từng học trường Trần Phú và mình cũng thi đỗ vào trường mở. Tuy nhiên là mình không ham học. Đối với mình, việc đi học nó thật là mất thời gian. Vì các bạn biết là mình học về ngành thiết kế nội thất, phải vẽ rất là nhiều, phải sáng tạo rất là nhiều. Mà cái tuổi đấy là tuổi ham chơi, là mình cũng chỉ muốn dành thời gian để đi chơi thôi. Mình muốn tìm cái cuộc sống nó vui vẻ hơn, chứ không phải là đi học ấy. Lúc còn ít tuổi thì nghĩ đơn giản như vậy. Và rồi đến một lúc mình chợt nhận ra rằng cái mình chẳng có gì cả. Liệu sau này mình sẽ ra sao? Mình có trở thành một người mà có cái cuộc sống nó quá thấp kém hay không? Rồi mình có trở thành mình có lấy chồng rồi chồng con à chồng rồi gia đình chồng mình có coi thường mình hay không? Coi thường gia đình mình hay không? Gia đình mình cũng không có tiền để chạy chọt cho mình để làm việc này việc kia. Vậy thì mình sẽ ra sao đây? Lan nghĩ rằng bất kỳ một bạn trẻ nào khi mà đã đặt một câu hỏi cho bản thân mình thì tức là các bạn đang thay đổi đấy. Thì mình bắt đầu nhìn ra là tương lai của mình sẽ chẳng đến đâu nếu như mình không thay đổi. Mình không quyết tâm làm một cái việc gì đó để có thể đứng vững trên bản thân mình, đứng vững trên đôi chân mình để có thể tự kiếm tiền, tự nuôi sống bản thân mình. Mình phải thay đổi thôi. Không biết mình sẽ phải thay đổi từ đâu, rồi không biết bám víu vào đâu để có thể có cái định hướng đúng đắn, định hướng tốt. Thì đúng là khi mà mình có suy nghĩ tốt thì ông trời lại ban cho mình một cơ hội. Đó chính là mình đọc một quyển sách. Một quyển sách đó mình tin rằng nó sẽ rất là ý nghĩa đối với rất nhiều người. Nó rất là ý nghĩa đối với cuộc đời mình. Nếu mà không có quyển sách đó thì những tính cách hiện tại của mình, những định hướng tương lai của mình cộng với những cái quan điểm sống của mình sẽ không được như bây giờ. Mình sẽ kể lại vì lý do vì sao mà mình có cơ duyên đọc được quyển sách đấy. Thì khi mà mình còn ít tuổi, mình có kể các bạn nghe là mình là người tiêu cực phải không? Nhưng chị gái mình không phải như vậy. Chị gái của mình là một người rất là tích cực. Chị rất là ngoan, chị học rất giỏi. Chị rất là khác mình. Và chị là người dạy cho mình rất là nhiều kỹ năng sống. Kỹ năng cơ bản của một đứa con gái cần biết nấu cơm, rửa bát, rồi giặt quần áo, tất cả mọi thứ. Khi mà chị nhìn thấy cô em gái có nhiều suy nghĩ tiêu cực quá thì chị cũng cố gắng để có thể giúp đỡ, thì chị có tặng cho mình một cuốn sách. Nhưng vào cái khoảng thời gian mà mười mấy tuổi chị tặng mình cuốn sách thì mình cũng có đọc, mình cũng đọc quyển sách đó, nhưng mà sao cái tâm trạng cái thời điểm đó nó khác thế, đọc nó không thu hút và nó không có một cái gọi là đọng lại trong đầu, cũng không có một cái dấu ấn gì cả. Nhưng mà khi mình quyết định thay đổi đấy, khoảng vài năm sau, một ngày đẹp trời khi mà mình không biết mình phải làm gì để thay đổi bây giờ, thì mình đã đọc quyển sách này. Mình đã nhìn thấy quyển sách trên giá và mình cũng quyết định đọc nó để coi như là giết thời gian thôi. Thì không ngờ nó lại là quyển sách thay đổi cuộc đời mình. Đọc từng trang, từng chữ, từng dòng, mỗi cái nó đều vẽ ra cho mình một cái chân trời mới. À, mình biết rồi, mình đã tìm được ra cái định hướng sống mới rồi. Thế là mình cũng có làm theo. Như những gì trong sách nói thì một ngày buổi sáng, các bạn biết đấy, khi mà mình ham chơi, khi có thể nói là khoảng thời gian 17-18 tuổi đó mình rất hay đi club. Rồi nói chung là hay đi chơi buổi đêm, buổi tối, mình không bao giờ dậy sớm cả. Buổi sớm nhất của mình chắc là tầm 12 giờ trưa. Nên là đối với mình, việc dậy sớm vào buổi sáng nó rất là khó. Thì mình cũng... hôm đó mình có dậy sớm, mình đăng ký một lớp học TOEIC và mình đi học. Mình dậy sớm vào khoảng 6 giờ và ăn sáng. Sau đấy thì mình đi trên đường đi tới cái chỗ học TOEIC. Thì cảm giác của mình, cái cảm xúc của mình khi đấy nó rất là tuyệt vời. Đến giờ mình vẫn không quên được cái mùi hương của một buổi sáng sớm. Rồi mình đi thấy mọi người đang tập thể dục. Rất là nhiều cảm xúc, mùi hương, rồi mọi thứ mình cảm thấy cuộc đời nó mới đẹp làm sao. Sao có nhiều thứ hay như thế, nó rất là đơn giản như thế mà mình bây giờ mới nhận ra rằng là nó rất là đẹp, rất là thích như thế. Rồi
mình có thể kể ở đây mọi người cảm thấy mình hơi mơ mộng một chút, nhưng mà thực sự đó là cái tâm hồn lúc đó mình cảm nhận được mọi thứ hương thơm, rồi mọi thứ ở trên đường nó rất là ý nghĩa với mình. Và mình nghĩ rằng có lẽ cuộc đời mình sẽ thay đổi từ đây. Mình, đối với mình cái quyển sách đó có ý nghĩa như vậy thì mình tin rằng là đối với nhiều bạn cũng sẽ có ý nghĩa. Nên là hiện tại ở đây mình cũng đã mua rất là nhiều sách. Mình đã mua quyển sách này rồi. Và mình sẽ dành tặng cho 5 bạn may mắn mà comment ở phía dưới về hoàn cảnh sống của bạn. Bạn có những cái khó khăn gì trong cuộc sống mà bạn chưa tìm được cái gì để giúp mình thay đổi, bạn chưa tìm được cái động lực nào cho mình có thể làm tốt mọi việc, thì hãy comment ở phía dưới và hãy kể câu chuyện của các bạn. Và Lem sẽ đọc ngay và sau đó thì sẽ chọn ra 5 bạn may mắn để dành tặng cái quyển sách này. Đối với Lem, quyển sách này vô cùng ý nghĩa, thì mình tin rằng quyển sách này có thể rất là ý nghĩa với nhiều bạn khác nữa. Và rồi cơ hội đã đến, thì tất cả những cái cơ hội sau giai đoạn mà đọc xong quyển sách này, thái độ khác, suy nghĩ khác, thay đổi thái độ khác thay đổi hành động, và từ hành động sẽ thay đổi cuộc sống. Các bạn muốn biết giai đoạn sau Leng đã thay đổi như thế nào và gặp nhiều cơ hội như thế nào thì đừng quên subscribe và like kênh của Leng để Leng chia sẻ tiếp nhé. Bye bye.